Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay còn dương mớ cây mình lấy ra mình gỡ khắp với lại mình trồng, là mình sẽ quay lại cho anh em cái dầm ủ này đó. Coi dầm ủ này, dầm ủ thì anh em cứ đỡ lên mấy cái giò trái coi, rồi anh em tủ mấy cái bao bố này lại này cho nó giữ ấm, rồi 2-3 ngày tưới lần, còn nắng quá thì anh em tưới thường xuyên nha, ngày tưới lần. Mấy cây này dầm ủ 10-15 ngày anh em thấy ra rỡ thì thấy giả mát nè. Này là mình chỉ có xài, mình chưa có nhúng kích rỡ đó anh em, chưa có nhúng kích rỡ gì hết cả. Này là chỉ có tha keo đường xèo thôi anh em không. Coi này ra rỡ bánh này, này là quá ra rỡ rồi. Cây này hay cầm này được rồi em không có thời gian em trồng. Cây này giao lưu thì em biết cây này mới 15 ngày thôi. Còn mấy cái này là nó ít hơn này, cái này tầm một tuần với mừng này. Toàn bộ cây là nó xì rất là mạnh luôn anh em. Anh em nói chung là anh em dâm ủ tốt đó, thì cái tỷ lệ nó ra rỡ rất là cao nha. Đó, cái cây nó sống rất là mạnh nha. Đó, đây. Anh em thấy cây ra bung rất là mạnh luôn. Này cứ một tuần là ok rồi. Một tuần 10 ngày thì anh em đem đi trồng được. Rồi, cái đống này mình giao mình gỡ khách này đó, anh em coi rõ này, coi nó bung rất là mạnh. Cây này dài là trồng được rồi này đó. Nói chung là anh em biết cách dâm ủ thì anh em chỉ coi cái tăng cái tỷ lệ sống của cái cây lên nha, mấy cây trồng đỡ này. Nhiều anh em hỏi mình cách dâm ủ sao thì mình cũng chia sẻ rồi. Anh em này cứ đỡ ba cái mấy kia cái giò trái cây, thứ nhất là giò trái cây cho nó thoát ở dưới, anh em tưới nước là nó thoát xuống dưới. Đó, đây này thoát cũng dưng. Thứ hai là em tủ cái bao bố hay cái vải gì cũng được đó, cho nó ấm rồi là anh em tưới cho nó ấm, rồi là anh em canh cái độ ấm của cái cây đó 2-3 ngày tưới lần cho này, mình đỡ trong mát này, phải đỡ trong mát nha anh em đó. Rồi là 2-3 ngày anh em tưới một lần. Như mình đỡ trong này thì nó mình 2 ngày mình mới tưới một lần anh em. Như mình đỡ trong ngày thì hạn này thì mình 2 ngày mình mới tưới một lần anh em. Tại mình thấy nó khô quá thì mình mới tưới nha. Chứ còn ẩm sơ sơ thì nó không đỡ tốt. Chứ anh em đừng có tưới mà cái kiểu ẩm quá nha, ẩm quá là nó đen hết nha. Anh em lưu ý giúp mình là đừng có ham mà tưới cái cây nó quá ẩm nha. Ngày nào cũng tưới là nó ẩm quá là ủ nó không có đạt cái tỷ lệ đâu nha anh em ơi. Đó. Anh em tưới liên tục mà nó ấm quá là cái cây nó sẽ không lâu xì mà nó sẽ đen đầu rỡ nữa đó. Vì anh em ủ quá ấm, thứ hai là anh em mấy cái đầu rỡ này nó chấm xuống á, nó chấm xuống những cái vải mà nó tích nước lại á. Anh em lưu ý đó, phải đỡ cho nó thoáng đó, nó chấm xuống là nó cũng đen đầu rỡ, nó không có xì, nó không có bung mầm bung nhựa như này đâu nha anh em. Nên là anh em lưu ý cái chỗ đấy đó. Thứ hai với một phần vấn đề nữa là anh em xử lý những cái mặt cách mặt rỡ này, lúc nào nó cũng phải láng miệng bóng đó, láng miệng cách gọt đàng hoàng hết đó, là cái coi nó tỷ lệ nó xì nhựa, nó kéo nhựa cao. Anh em đem ra trồng xong anh em tưới một lần kích rỡ là được rồi, ok ha. Là mình cũng chia sẻ rất là nhiều lần cái vấn đề là dâm ủ phôi rồi. Nói chung là trồng thì phải có cây chết thôi anh em ơi, phải có học phí thôi, nhưng mà nó sẽ tăng cái tỷ lệ sống cho anh em lên nha. Đó. Mình trồng thì nó vẫn có cây chết đàng hoàng. Đó. Rồi mình quay mình chia sẻ bao nhiêu đó thôi nha. Anh em nào mà giao lưu phôi hay coi thành phẩm thì anh em có thể liên hệ với mình. Nay mình có like bên top đó anh em, qua đó ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha.